Chào các bạn, hiện tại bây giờ là 8 giờ 51 phút Chủ nhật ngày 13 tháng 9, tức là ngày 26 tháng 7 âm lịch năm 2020, sau lập thu hơn 30 ngày. Lập thu là mùng 7 tháng 8 và đến mùng 7 tháng 9 là một tháng. Đến hôm nay là 13. Vậy là hơn lập thu thì 37 ngày. Mình gọi tạm thời bây giờ là giữa thu. Mình bắt đầu rắc phân, tưới nước, tỉa vải, cho vải u trứng trắng và u hồng. Mình gọi là vải tháng 3 cũ. Đầu tiên mình cởi phân ra, mình sẽ kiểm tra chất lượng phân thế nào. Mình đã cởi một bao rồi. Nhưng mình cởi phân này ra, mình cho các bạn xem. Đây, phân đây, bao phân đây các bạn. Kích của nó đang ấy, mình cởi ra xem nào nha. Mình đã dùng cái kích này vào, và đã buộc bao bên trong. Riêng bao đạm tại sao họ lại không dùng xít buộc cái gì cả, họ để hở. Những cái bao này họ cắt rất cẩn thận. Vừa đấy mình cắt cái bao đầu tiên, nó còn nó hơi cơ. Đây, thứ nhất chúng ta nhìn chất lượng phân. Chúng ta thấy nó không bẩn, đúng không? Hạt phân rất là đẹp, không bẩn. Hạt to, hạt bé thật nhưng nó không bẩn. Không hề có chấu. Phân này mình về mắt thường, chúng ta cảm nhận đó là phân được rồi. Còn sử dụng như nào thì mình tính tiếp. Bây giờ mình ra vườn, mình quét rác, mình cào rác sạch sẽ. Thì mình chỉ cào quét để làm video thôi. Còn thật ra mình lười lắm. Khi mình làm không khéo, mình cứ để mình rắc bừa xuống, mình tưới. Mình tưới đi tưới lại thật nhiều lần. Đây. Bây giờ mình ra mình quét sạch rác. Hình chiếu tán các bạn nhé. Và hình chiếu tán là như nào? Nhiều bạn hỏi mình là hình chiếu tán là hình gì? Đây, hình chiếu tán chính là thẳng ở trên xuống. Cái lá cây thẳng xuống. Là cái cơ nơi nhiều dễ tơ lấy nhất. Là nơi nhiều dễ tơ nhất, cho nên mình sẽ quét cào hình chiếu tán. Xin lỗi các bạn, điện thoại mình hơi rung. Bởi các bạn có hôm nói rằng mình rắc phân, mình rắc xong mình mới nói nó không thực tế. Hôm nay mình sẽ làm tất cả. Khu vực này chính là hình chiếu tán các bạn nhé. Đây, chính là hình chiếu tán. Quét xong mình rắc phân. Thì hôm nay mình sẽ làm tất cả. Mọi năm mình cũng chỉ làm 3 cây này thôi. Thì hôm nay mình cũng chỉ làm 3 cây này. Sau này mình quay chi tiết 3 cây này, mình gọi là 3 cây vải che nhà và 2 cây vải trước cửa mình. 2 cây vải nhỏ làm dẫn chứng thôi, không quay cả vườn nó quá nhiều. Bởi vì 2 cây vải này năm ngoái mình cũng quay chi tiết sử dụng HPC ức chế lọc. Thì bây giờ mình quét xong, mình rắc phân xong, mình tỉa, mình tưới. Phân hôm nay mình bón chính là cái phân hôm nọ mình mua, phân bón 5 sao NPK 20 20 15 cộng te. Bây giờ mình sẽ ra rắc phân. Thì hôm nay mình làm tất cả mọi hoạt việc làm của mình. Bởi vì có hôm mình năm ngoái mình đăng video về rắc cari, mình rắc xong, mình ra mình quay, các bạn bảo làm việc không thực tế. Thế bây giờ mình phải làm tất cả mọi việc. Nhược điểm của rắc phân là gì? Tay nó bẩn, nó có muối. Bởi đạm nâng kali mà nó muối khoáng. Cho nên dùng vừa quay vừa làm nó bất bẩn. Nhưng hôm nay mình sẽ làm tất cả cho các bạn cùng nhau quan sát. Mình đã rắc xong cây to này.
Bây giờ mình sang cây con, mình rắc hai cây con. Vấn đề rắc phân thì nó tương đối các bạn ạ. Cây to rắc nhiều, cây bé rắc ít. Cây cần tốt thì rắc nhiều, cây không cần tốt lắm thì rắc ít. Cây vừa rồi mình rắc nhiều, bởi vì cây vừa rồi nó mới ra được một lần lọc thôi, lọc nó ít. Còn hai cây con này mình chỉ rắc một chút thôi, bởi lọc quá nhiều rồi, rắc một tí thôi. Một lần mua phân này mình chỉ mang tính tương đối, ví dụ như là trung bình một cây bón bao nhiêu cân phân thì mình mua tổng, còn cây to bón nhiều, cây bé thì bón ít, cây tốt thì bón ít mà cây xấu thì bón nhiều. Sau khi bón xong là mình tưới nước. Tưới nước xong mới tỉa sơ qua. Vậy bây giờ mình tưới một cây thôi. Xong mình tỉa, các bạn xem. Trong thời gian chờ đợi lấy cắm nước, mình chưa dùng cái điều khiển từ xa thì mình dừng điện thoại, để khi nào mình tưới thì mình lại cắm lên, bật điện thoại lên. Mình cứ tưới đi tưới lại như vậy đến khi nào nước nó thấm, phân nó tan thì thôi. Bởi vì tưới một lần
cho nó ướt, tưới lần thứ hai phân nó ướt, và lần thứ ba có thể một tí lại tưới lại. Bây giờ sau khi tưới xong mình tỉa qua, bởi vì cây này nó ít lọc cho nên mình chỉ tỉa một chút ở trong tán mà thôi, gần như không tỉa. Cây này gần như không tỉa như cây bên kia, cây này không tỉa nữa các bạn ạ. Cây này năm nay sau khi thu dông quả mình không phun được nước sâu sau nắng hạn cho ra ít lọc. Bây giờ lần lọc này là lọc thứ nhất và ra lần lọc thứ hai, nhưng mình để sâu ăn cho nên mình không tỉa nữa, quá ít lọc. Đây ba cây, mình chỉ làm ba cây đấy nhá, còn mình quay cả vườn mình nó nhiều lắm. Bây giờ mình sang tỉa cái cây con để các bạn xem. Bây giờ mình tỉa cây con. Đây, tỉa cây con đây. Bây giờ mình sẽ tỉa toàn bộ cành ra bên trong. Mình tỉa toàn bộ cành giam các bạn nhé, tất cả cành giam cành nhỏ, những cành nào không có khả năng có quả mình tỉa hết, những cành trong nó ốm. Khi trước khi tỉa các bạn nhìn nó rậm như nào, bây giờ mình tỉa xong nó sẽ thưa thoáng như thế nào. Mình đã tỉa xong toàn bộ cành ra bên trong. Các bạn nhìn, lá rất là nhiều. Bởi vì mình làm video cho nên mình chưa kịp cầm kéo, cho nên một số cành tươi to mình cũng vặt. Đây, cành ra mình đã tỉa xong, cây thưa thoáng. Thời điểm bây giờ là 9 giờ 19 phút ngày 13, tức ngày 26 âm lịch năm 2000, ngày 13 tháng 9 ngày 26 âm lịch năm 2020. Sau lập thu 37 ngày, mình nhớ không biết có phải thế không. Cây thưa thoáng. Vậy các bạn xem cây này sau bao nhiêu ngày sẽ nhũ lọc. Bởi vì thời gian này trong Tây Nguyên một số bạn đã khoanh. Bây giờ mình vẫn tiếp tục làm lọc cuối cùng. Năm ngoái, kể cả cây tháng 3 bên kia, u chân trắng bên kia, 21 mình mới tỉa, 28 mình mới rắc và kích. Còn hôm nay cây này mình rắc phân, mình tưới nước, còn tỉa thì tỉa sau, mình chỉ tỉa ví dụ một cây và tưới thử một cây thôi. Sau đó mình phun nước sâu. Có thể cho thêm phân bón lá, dầu đạm. Thế nhá. Hôm nay mình sẽ rắc phân, tưới nước, sau rồi mình tỉa. Tỉa xong mình phun thuốc sâu cộng phân bón lá, dầu đạm
để kích lọc cuối cùng. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Các bạn hãy xem 3 cây vải che nhà và 2 cây vải trước cửa nhà mình sang năm như thế nào. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh, ủng hộ cho mình, chia sẻ với nhiều anh em bạn bè cùng nhau tham khảo. Ngoài ra, mình có hạn chế gì, mong các bạn đóng góp, giúp đỡ cho mình và các bạn cùng nhau càng ngày càng làm tốt được những bộ vải hơn.